ông đá mượt về hay vãi, cứ phải gọi là đỉnh vãi. Ok, tôi trận này tôi sẽ cố gắng tôi kiểm soát quả bóng này. Quen được cái nhịp rồi, cố gắng kiểm soát quả bóng cái. Tinh linh đội hình thế. Cố lên nào. Vẫn có. Không được kéo người. Ui, sút luôn kìa. Quá. Hạn chế sút xa sẽ búa đi á, không búa đâu anh em. Bây giờ toàn Subin nó cầm bóng không à. Tôi đeo bóng chơi luôn ý, đói bóng. Nói chung là đá với trận dưới cả Subin này thì mình đã hiểu được cái cảm giác khi vào FBBL nó như thế nào rồi. Mất quả bóng cái, đeo bóng mà chơi luôn. Nó khác đá danh nhiều lắm. Không được. À, liều thế nhở. Hai xe đâu vậy? Ông em này nó bắt người nhanh quá, đéo sâu kêu được, đéo khoảng trống luôn đấy. Quái nổi ở mấy trận ở đây tá với tuyển thủ toàn thua 5-1 ở bịp nhờ. Ủa, chớ mẹ rồi. Hai. Phải nồi đập đúng chỗ thế. Thank you.
Đại ca. Ui, không bền kìa. Trần Viết Anh Việt đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng, ủng hộ sự cố gắng của tiên sinh. Cảm ơn Trần Viết Anh Việt nhá, khó quá em ơi. Vậy thôi tôi cũng ngót rồi, kính con nhót rồi.